Tisu xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Trong cái phần chia sẻ về thiết kế hôm nay, vào lúc 12 giờ trưa, Tisu giới thiệu cho các bạn cái cách chúng ta thiết kế một cái chân váy ha. Chân váy này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có xéo hai cái tầng bèo như thế này, và chân váy này là chân váy ôm. Chất liệu thì ở đây các bạn dùng cho mình cái chất liệu là có độ co giãn nha, vải co giãn. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ thì đầu tiên các bạn sẽ dựng cho mình một cái đường thẳng. Sau đó thì các bạn sẽ hạ cho mình một cái đường này. Nó sẽ bằng là mông chia cho 5. Ở đây dòng mông thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy của mình là dòng mông là 98, chia cho 5 thì bằng 19,5. Các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái đoạn là 19,5. Sau đó các bạn sẽ lấy ngang qua. Và vì đây là cái vải có chất liệu cho co giãn, cho nên là cái phần ngang mông này thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng mông chia cho 4, các bạn trừ đi 0,5. Thì mông đây của mình chia 4 thì bằng 24,5. 24,5 trừ đi 0,5 thì các bạn sẽ được là 24. Ngang eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là eo chia cho 4. Váy này không có ben ha, cho nên là các bạn lấy eo chia cho 4 ở đây là bằng 18. Rồi chúng ta sẽ lấy qua hai con số này là 18 và ở đây là 24. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ nối cái phần này qua, chia làm đôi và các bạn đi cho mình ra lại cho mình là 0,5. Và các bạn đánh cong, các bạn dừng cái đường vuông góc nè. Rồi từ đường vuông góc, nếu các bạn muốn may ôm sát giống như cái mẫu này thì từ cái đường vuông góc này các bạn sẽ lùi vào cho mình là 3 phân và các bạn sẽ bắt đầu đi một cái đoạn cong. Và đến đây các bạn để cái thước vào cái đoạn 3 phân thì các bạn sẽ được chân váy ôm. Còn nếu mà các bạn muốn ôm hơn nữa thì các bạn sẽ đi qua góc này ha. Thì chúng ta sẽ có được cái phần chân váy. Cái phần lưng thì các bạn xuống cho mình 5 ly. Và với cái phần váy này thì các bạn nhìn thấy là bản lưng của mình là 5 phân. Thì các bạn sẽ đặt cái cây thước vô, các bạn cắt cho mình cái bản lưng. Thì chúng ta sẽ có được cái phần thân trước của cái phần chân váy này. Và các bạn nhìn thấy cái chân váy này là nó có cái độ xéo ha. Thì mình sẽ cắt cái phần gập này ra. Các bạn sẽ ra được cái phần thân trước của cái phần chân váy. Sau khi các bạn thực hiện được cái phần thân trước thì các bạn sẽ đặt cái phần gập này lên. Các bạn vẽ cho mình cái phần thân sau. Các bạn cũng lấy lại cái đường ngang ha. Chúng ta lấy hai điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường thẳng. Kẻ một cái đường thẳng xong rồi thì các bạn sẽ đặt cái phần gập này lên. Bắt đầu từ cái đường eo này á, các bạn đo ngược lên lại cho mình 2,5 phân. Và các bạn đặt cái thước này vuông góc vào cái đường 2,5 phân mà chúng ta mới vừa thực hiện lên 2,5 phân. Và cái phần eo này các bạn giữ nguyên nha. Phần ngang mông này các bạn sẽ ra cho mình là 0,5. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình cái đường hông của cái phần thân sau và các bạn nối về lại với cái phần sườn của phần thân trước. Rồi sau khi các bạn thực hiện xong được cái phần dựa vào thân trước để các bạn vẽ vào thân sau thì ngay chỗ này nó hơi bị gãy góc nè, các bạn sẽ đánh lại cho mình cho nó tròn. Và ngay góc này thì các bạn phải đẹp vào cho mình 5 ly nè. Đó, để cho chúng ta
Để cho chúng ta sẽ giảm được cái này, ôm được cái phần lưng. Rồi các bạn mới vừa có được cái phần thân sau. Sau đó thì các bạn cũng đặt cây thước vào đây để các bạn sẽ lấy dấu để chúng ta sẽ cắt được cái phần lưng. Và các bạn cắt cái phần gạch. Rồi các bạn có được cái phần rập ở trên thân ha. Bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn về cái cách chúng ta cắt xéo cho cái phần chân váy. Trong cái trường hợp mà các bạn thực hiện xong được cái phần thân trước thì nó sẽ là phần vải gấp đôi. Mình sẽ dán cái này thêm để cho các bạn hình dung nó là vải gấp đôi ha. Rồi, các bạn có được cái phần vải gấp đôi nè, các bạn xếp nó lại, mình cắt đối xứng qua ha. Rồi mình cắt luôn rồi mình rã rập cho các bạn dễ quan sát. Nếu ngay từ đầu các bạn cắt gấp đôi thì các bạn không cần phải dán giống như mình ha. Nhưng mà tại vì mình lại quên. Rồi, các bạn sẽ có được cái phần váy nè. Nó sẽ là phần vải gấp đôi ha. Rồi, các bạn quan sát mẫu nè. Từ ở dưới. Từ ở dưới ha. Đây là cái phần ngang gối nè. Từ ở dưới các bạn sẽ đo. Đo ngược cái phần váy này lên cho mình một cái đoạn là 20 cm. Và các bạn đi xéo một cái đoạn, các bạn đặt cái thước thẳng vô nè. Sau đó các bạn từ đây điểm giữa các bạn lên cho mình một phân. Từ đây các bạn lài qua 3 phân. Sau đó các bạn sẽ đi qua điểm một phân. Và các bạn sẽ đi vào cái điểm 20 phân. Chúng ta sẽ cắt xéo một đường này. Với cái phần thân sau thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy nha. Ở đây mình chỉ làm cho một thân thôi. Đó, các bạn sẽ cắt xéo cái phần thân ra. Sau khi mà các bạn cắt xéo được cái phần thân rồi đó, thì các bạn sẽ làm cho mình hai cái tầng bèo xoắn ốc. Cái bèo này thì các bạn sẽ làm cho mình một cái bèo có độ lớn là 14 phân và một cái bèo có độ lớn là 7 phân ha. Thì các bạn sẽ đặt, mình vẽ một cái vòng tròn. Vòng tròn này sau đó là mình sẽ xoắn nó ra ngoài và nó sẽ có độ lớn là 14 phân. Và các bạn sẽ đi đều. Các bạn nhìn mình đặt cái tờ giấy ha. Khi mà các bạn lấy cái phần độ lớn để chúng ta cắt 14 phân á, thì các bạn đặt làm sao đó để mà khi mà mình xoay một cái vòng tròn thì mình sẽ đủ cái phần vải bèo để chúng ta ráp vào trong trong cái phần chân váy. Như mình đang đặt ở đây là nó sẽ bị thiếu một chút xíu ở góc này nè. Nên là khi các bạn đặt á, thì các bạn sẽ tính cho mình á, là nó cái bề ngang khi mình vẽ cái phòng này nè thì nó ít nhất là nó phải bằng là 30. Cái này mình có 26 thì nó sẽ bị thiếu một hụt một đoạn, cho nên là các bạn rút kinh nghiệm từ cái chỗ của mình ha, để các bạn sẽ cắt một cái dây bèo của các bạn nó đủ cái chiều dài trên cái phần váy. Sau đó các bạn cắt cái phần này ra.
bạn sẽ đi góc vô nè. Bạn sẽ đo lại cho mình cái đoạn nào đủ 14 thì các bạn lấy ha. Rồi, sau khi mà các bạn có đủ được 14 xăng thì các bạn đặt cái này vô ở trong cái phần chân váy của mình này. Các bạn ướm qua đó, là chúng ta sẽ đủ được cái phần bèo cho cái phần váy. Mà chỗ này nó sẽ hơi bị hụt nè, nó hụt nó hơi bị nhỏ đó, cho nên là các bạn khi các bạn gắn bèo thì các bạn nhớ lưu ý cho mình ha, cắt xoắn tròn đều đủ 14 xăng đó. Thì với cái phần tầng bèo này các bạn chỉ cần là chúng ta cắt cái bèo như thế này, thì khi các bạn may vào thì tự động cái phần bèo của chúng ta nó sẽ đổ như thế này, nhìn cái phần váy của mình nó sẽ rất là đẹp. Rồi, mình mới vừa chia sẻ cho các bạn xong cái mẫu chân váy này, chúc các bạn thành công ha. Cái mẫu kia các bạn cũng sẽ làm tương tự và nó sẽ nhỏ hơn cái mẫu này nha.